Ừ lại đi. Hey yo, what's up? Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với tôi. Mình hôm nay sợ quá. Hôm nay mình sẽ là một clip đó là chơi trốn tìm phiên bản thứ hai. Mà bây giờ trời mưa, mình định trốn tìm ở ngoài mà trời mưa. Bây giờ mình sẽ chơi trốn tìm trong khuôn viên kho hàng. Trong kho thôi chứ phải ngoài. Trong kho này có chỗ nào mà trốn? Thế là mình đánh cắp. Bây giờ mình sẽ ai giữ? Cameraman. Cho bọn y không có rảnh nước. Yeah, bọn y không có rảnh nước. Yeah. Bây giờ là chỉ dùng cái kho lăng ra thôi. Là nem đứa sẽ trốn. Đây nó bị xe xe hút vô. Cái gì cũng ngục thở chết đó. Chú Hằng ngục thở. Đi coi. Nè, là bây giờ là anh đứa trốn trong này đúng không? Là anh ở ngoài kia anh chờ. Chừng nào trốn xem á là anh vô anh tìm đứa nào mà bị bắt cuối cùng á là đứa đó được giải thưởng nha. À, bây giờ là đi trốn là nhờ anh Đại. Dạ. À, anh lá cái chó sẽ hỗ trợ trốn núp đồ vuông làm ở đâu đó là. Chó đâu? Rồi bây giờ là núp nha. Mình sẽ núp ở trong cái vele. Bây giờ mình chỉ thấy khi khoan đi ra coi. Mang cái đầu vô, mang cái đầu vô. Có cần mặc bộ đồ vô luôn không? Cần luôn. Cần luôn hả? Luôn. Mặc luôn cho khỏi hay. Mặc luôn á, trời mới xong chứ. Nghĩ sao không mặc nhằn hai chiếc trai luôn á. Mày bự vậy? Ê, từ từ. Cái gì mới ụp cái đầu lại chứ? Vô đây, vô 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 lên. Chạy lên. Mày mạch quá hả Kim? Nó nhỏ hơn dần đi. Chưa, từ từ. Giữ bắt lăng á. Ủng hát lên. Thở được, không thở được nói nha. Đọc. Không ra mà hơi nếm thôi. Gạo tớ hình không hình không chừng cháu đúng không? À, giờ là anh dỡ ra là em chui vô là anh cầm cái cháu anh ụp lại kia phải áo tùy mà chưa đều tìm quá để mở ngửa ra ụp lại ụp cháu nó lại luôn.
Rồi sao rồi chú ơi? Để lấy cái đưa cho nó mặt luôn đi. Chưa đâu. Không sao đâu, tiếp tiếp đi. Giống như cái lò lửa luôn. Ủa phải không? Ủa phải không? Em ủa phải cho em bà nào? Em ủa phải em chấp chấp bà nào rồi. Nếu quá. Nếu quá hơn. Như đây cậu đừng thở mà không sao đâu. Thôi vừa dùng. Không, yên trốn đâu. Trốn kia đi. Không, đừng có trốn đó. Bên đó nhiều lắm. Không thì em trốn là cũng được. Không sao. Lấy cái quần lăn ra. Bây giờ chúng khổ thiệt á. Anh lỡ quay đầu. Ê, ê, bi, bi. Ê, bi, đừng, đừng có nói chuyện nữa. Bây giờ anh chàng đang kia, anh chàng đang lướt bên xuống khó mà. Thôi mà ra tao đi. Hồi nãy giờ nói chuyện quá mà. Thôi ra đây cho thỏa mà. Giờ mình núp trong tay nha các bạn. Đây. Kìa, núp gì biết tao. Đây đó, con bị ngu. Từ tí lấy thêm một cái tay nữa chia mạch lại. Mình đã lụm được cái quẹt nha các bạn. Mình sẽ quẹt cho 1 mét nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi. Anh nói cái chán anh không có ghép anh luôn. Hello. Giờ anh nhận đi tìm nữa nha. Bye. Đừng có động vô đây, đừng có động vô. Đồng mấy đứa xong chưa? Đừng có chưa? Không ra không không? Dạ để anh cầm mé ra anh đưa cho anh dặn vô anh kiếm. Quân, cái đai xuống. Vậy là nó thấy hết. Không vô không thấy hết. Mà dạy lại ông vô ông dồn vậy là ông thấy mày hết. Ập cái đầu xuống đó. Bỏ cái chân xuống. Ông biết á. Gác cái chân lên là ông biết hết. Đây là anh kéo ra đưa cho camera. Anh tìm đi. Để từ từ đã. Quân dễ phát hiện lắm nè. Dây. Châm lại cho mày. Châm lại á. Im dạ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ai? Ném nó luôn nha. Nghĩ trang rồi không sao đâu. Không ai thấy đâu. Đúng rồi không? Ra ra đưa mé anh chàng nha. Ok. Im nha. Ý vợ, quỷ quân đài này đang ngồi làm gì đó hả? Xem đâu? Xem đâu đó không? Nào, vô kiếm đi. Vô tìm nha. À, tụi nó túp núp chỗ kỹ không? Kỹ, kỹ lắm, có yên mà. Để coi. Bao nhiêu thành quân hết rồi ta? Bao nhiêu đứa hết rồi? À, một bạn bác. Đây là bạn bông núp dưới giường. Bạn bông bị bắt đầu tiên nha. Là còn nêm đứa nữa. Thì nha, nếu như mình nhìn vô á, cái kho thì bên phía bên giường đó á, từ giờ là dẹp ngang rồi. Nhìn xuống là không thấy gì nữa. Giờ chỉ còn phía này không.
mà phía này để coi nếu như mà vô hả. Ở trên này có đứa nào mà trèo lên được trên mái nhà đó. Để coi, đầu tiên đi vô là mình chỉ thấy được ba cái trống, xíu cái trống nha. Nếu như mà tìm trong trống á là từ từ nha, không nên gọi là bừng trống xuống trước đó. Là kiểu hành hạ này có cơ không. Ê má nghe tiếng ở đâu ta, sao đánh trống mà lại nghe tiếng ta. Để rồi dỡ trống ra coi thử nha. Hello. À, một cái đại là không có này. Khoan, mời tôi nhìn đi. Mới nhìn vô là biết chân trống này chắc chắn con người. Hả? Tại vì không ai mà đi cắt trống mà là để cái mặt trống ở dưới nền nữa đó. Để vậy là nó sẽ hư mặt trống nha. Là chắc chắn chân trống chỉ con người. Em tôi trong lúc đang tìm chân trống thì nghe có tiếng cục cửa đâu chung ghép con kia. Nhưng mà giờ là ở chân trống trước nè. À, áo vàng hay sao đây? Ở đây còn rén nấm nữa hả? Trời nó nếu mà thở được không y lựa cái chỗ như vậy thở được không? Còn sống mà không thở được chứ rồi lấy quần nó lót trong đây nè nấm cho miếng thở không á là sao? Ủa anh đánh vậy nó có bị ồn không? Có. Nào, nhưng mà bỉ hết cái lò xo ở trong đây à. Nào. Từ dọn, né máu ghi tiếng cục cửa ở trong đây. Thì tiếp theo á là ở trong trống là có đúng không? Mình phải tìm ở trong mấy cái thùng này nữa. Có thằng nào nó chui vô thùng không này chứ. À, thùng này. À da yeah. Khùng ở léo, có người đi xe mà quýnh tèo. Thùng này, đây là thùng đuôi cũ. Lượt, đây là thùng đồ kỳ. Đang hoàng có ai núp xung lái đồ kỳ lắp lên không chứ? Không có. Nghĩ chừng mắt ở đây có không? À biết, thùng này gì vậy? Thằng nào trốn mà đếm cái nếp vậy rồi sao? À biết được. Ai 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 à. Đại mấy cái thùng anh khui ra lại giùm đi láo. Phải. Tại sao mấy cái lại có cái quần nó rớt ở đây? Bây giờ. Bây giờ không được gọn gàng nó rớt hay sao? Hết trơn. Ê. Chỗ này thấy hơi bùi nhùi này nha, một đống này nha. Này nha, tôi đoán là ở trên cái đầu lăng này nè. Tin không? Sao không thằng nào núp vô đầu lăng hết bé? Đầu lăng đẹp dày muốn ai núp hết. Hân ơi, cầm giùm anh cái đầu lăng kia. Cái thùng này. Thùng này là thùng cờ, không có. Tiếp theo em mà sao thấy kỳ kỳ nha, cái đầu thằng tài người ta bỏ trong bị trong beo mà sao giờ nó nằm ở ngoài. Ê có tiếng nữa thầm thì mùi sưng gì trong đây cu. Nếu như mà cái đầu thằng tài mà rớt ra ngoài thì chỉ có ở trên cái bao thằng tài nó giục ra đúng không? Không, đây là cái cục vàng. Cái cục vàng của ông thằng tài. Còn cái đây là cái đầu gấu. Cái đây là cái đầu gấu. À, ái đồ. Éo sao nặng dữ ta. Có tiếng cừ. Nó
Ủa sao nằm im chỗ đó luôn vậy? Mệt đó. Mệt đó. Nào đi ra. Mà đây là King. Ông chưa mặc đồ mặc là. Tao mặc luôn bộ đồ ơi. Đi ra đứng giùm đi. Đồ ấm quá. Hình như tao hai cái áo lận á. Do hào được mua bị rớt mất một cái. Đó. Hai đứa. Ờ, hào nể mà mày thằng King mà mặc áo ra như là nể tao mà biết rồi. Tại vì bộ tôi ở lâu thêm xíu giờ nếu nực á. Mặc bộ đồ này thấy đã không? Không nhưng mà nóng lắm. Nóng. Ờ, ôm luôn đầu thằng Tài giùm cái. Cho trống chỗ đây là hai đứa còn ba đứa đúng không? Ba đứa thì ở trên cái đông đuôi ra rồi. Gì đây? Nè nè nè. Ê ê ê cầm cầm. Tá cầm giùm anh cái đai này. Coi này nha, chuẩn bị anh viếng viếng màn nè. Nghi ngờ đến đây. Tự chui à, sao lại ném quá chịu không nổi hả? Đây là Kiệt. Ủa sao mặc quần lan luôn? Kiệt má núp ở trong này. Cái đầu cái đuôi ở đuôi bữa lái ra. Còn hai đứa. Ê có tiếng cục cửa. Từ từ chỗ đó. Anh má nghe cái tiếng cục cửa chỗ này. Ê có khi nào cũng rắn ở trong đây không cả. Ê gì vậy? Ở đâu? À đây. Kiên. Tự la lên làm hết hồn. Ui không cái gì. Gỡ thùng rồi ra. Kiên. Em cứ còn tình quân đâu. Kiên chui dưới giường. Hên là máu lót cái tấm bạc đây nên nó còn sạch nha. À, tiểu ơi, dưới giường còn ai không? Dưới giường không còn ai. Cái giường này là để ở trên này để mình để đuôi quần đồ lên cho nó khỏi bị ẩm. À, trong ghép đây không còn. Ghép đây là để bắt được. Bắt được thằng kia. Ở dưới là Kim. Trong cái bao là Kim đúng không? Ở dưới là kia. Kiên, mấy kiên kiên kiệt đồ tụi nó chung chống là hơn. Chứ hôm nay bây giờ đi ai cho mượn cái pin coi cái điện thoại đâu lụm giùm bật dùng cái pin đi vô treo ngay coi. Giờ mình chỉ đi vô treo cái đường luồn này là quần áo nó nhiều lắm. Nó quần nào chết mẹ rớt cái quần à. Ê đứa nào lấy cái mép treo cái quần lên giùm anh coi. Đây trong này có cái thùng đồ. Đây là ra phía cái giường ngầu. Ra phía cái giường nè. Ai máu treo quần hoa không? Tôi tưởng ai cục cửa chứ. Ngày trong ghép ai cũng có vậy. Ở đâu ta? À dạ. Nó cuộn tròn trên kia này ập ra ngoài. Cầm cái điện thoại. Công ty cũng lơm tiệu lơm dở ra coi. Điền không có ai đâu. À khả năng nếu như đu trên đây hồi hè không có nhưng mà nếu mà đu trên vàng đó thì có khả năng nha. Đu trên vàng. Nhưng mà hai con này là bị bẹp cái bị lại thì không ai mà núp được. Hai con này không bẹp bị ở trên không có ai. Hai con này bẹp bị. Đốn cho ông đạo rồng này em dập. Mình điên á. Đạo rồng ai chui. Còn một cái đầu vàng đây. Ngàn trùm ghép nữa. Quân. Chào. Nếu mà ai biết nó chỗ này. Thôi lụm xuống dòng. Lụm xuống không biết. Ê đứa nào giữ cho đó nè. Đây, ôi, đeo chân quá. Ê không. Ê. Cuối cùng cũng bắt được quân rồi. Ngầu.
Ô, ngầu được là sướng đâu. Mà cái quần vô nữa. Đâu, xuống anh coi cái dèm đây nha ông. À, đây. Có gì? Đâu. Ờ, đây đây, tổng kết. Tính ra trên cái kho lăng mà đi bắt cũng lâu thiệt á. À, thì cuối cùng người thắng cuộc là Quân. Sẽ được 100 ngàn, được không? Ờ, bây giờ con... Ví dụ như... Quân đứng trên ngàn đi. Bây giờ mấy đứa đây đi nấp. Nấp hơi ném xíu nhưng mà cũng cho theo là 1, 2, 3, 4, 4 cấp độ cho xuống. Hai lần cho chúng thì là giải nhất. Nói chung là trò chơi đi. Trò chơi trốn tìm ở trên kho lăng của mình tới đây là kết thúc nha. Love is love. Love is love. Adios.